Chào mừng các bạn đã đến với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với phương châm chia sẻ là niềm vui. Thường ngày các bạn hay lướt web thì nghĩa là chúng ta xem những cái trang web như là Thế Giới Di Động .com hoặc là những trang bán hàng phổ biến như là Lazada hay là Shopee hoặc là những trang báo mạng để mà chúng ta nắm tin tức, ví dụ như là Tuổi Trẻ .vn hoặc là Thanh Niên .vn. Đây là những trang web. Như vậy thì những trang web này tạo ra như thế nào? Làm sao chúng ta có thể sở hữu được trang web này? Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái cách để tạo ra một trang web đơn giản, nhanh chóng theo phong cách cá nhân để chúng ta có thể chia sẻ những cái tài liệu hoặc là đôi khi chúng ta có thể tạo ra những trang web bán hàng để chúng ta kiếm tiền online. Rồi như vậy thì trang web tạo ra như thế nào? Xin mời các bạn nhìn lên màn hình và cùng thực hiện theo mình nha. Rồi từ màn hình điện thoại các bạn sẽ truy cập vào Google Chrome và trong mục tìm kiếm các bạn sẽ nhấn vào là style google.com. các bạn nhấp vào. Khi mà các bạn mới vừa xuất hiện cái trang web thì nó hỏi là để tạo hoặc chỉnh sửa trang web hãy truy cập vào Google Style trên máy tính để bàn. Thì chúng ta sẽ nhấp vào dấu ba chấm nè. Rồi chúng ta sẽ đánh dấu tiếp vào là trang web dành cho máy tính. Rồi sẽ đưa chúng ta đến giao diện như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào dấu ba gạch bên góc trái màn hình. Rồi và chúng ta sẽ nhấp vào là style cổ điển. Rồi các bạn có thể là nhấp dấu ba chấm xem coi là mình có tích vào trang web cho máy tính chưa. Đây chưa chết nè, các bạn chết vào đó. Rồi bây giờ chúng ta nhấn vào là tiếp theo, chúng ta nhấn vào chữ tạo. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhấp vào tiếp là ở style mới. Rồi tiếp tục, do chúng ta làm trên điện thoại nên là các bạn sẽ luôn luôn là nhấp vào dấu ba chấm để chúng ta có chết vào chưa nè. Bây giờ khi mà xuất hiện một cái trang mới thì nó sẽ không chết vào, ta chết vào nè. Rồi sẽ đưa chúng ta đến giao diện là để tạo một cái trang web. Thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái giao diện để chúng ta tạo ra một cái trang web. Vậy thì các bạn thấy là bên góc bên tay trái này là tiêu đề trang nè, là tiêu đề cho cái trang web của chúng ta. Và bên phải màn hình đó là những cái thuộc tính để mà chúng ta chỉnh trang web này, ví dụ như là cho đưa hình ảnh, tài liệu, rồi video hình ảnh. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cụ thể nè. Rồi bước đầu tiên là chúng ta sẽ nhập tên trang web. Trang web có thể là mình có thể là đặt tên ở đây, ví dụ là mình đặt tên bất kỳ, ví dụ là thấy cái tên mình đó, ví dụ đây là mình đã có trang web rồi, bây giờ mình tạo ra một trang web tên bất kỳ thì mình nhấp vào là gì, hay là Vũ Thi đi. Vũ Thi, rồi bây giờ trang Vũ Thi bán hàng chẳng hạn, ví dụ cho mình bán hàng đó, trang web bán hàng. Rồi thêm biểu trưng, chúng ta nhấp vào. Rồi bây giờ trong cái file biểu trưng này chúng ta sẽ tải cái hình ảnh lên để biểu trưng cho cái trang web của chúng ta. Khi mà ta nhấp vào thì người ta sẽ thấy được cái biểu trưng hay là giống như cái logo vậy đó, logo. Chúng ta nhấn tải lên. Rồi chúng ta sẽ tìm đến một cái hình ảnh để chúng ta biểu trưng. Ví dụ như là mình tìm đến một cái hình ảnh cá nhân của mình đi. Ví dụ đây. Rồi chúng ta nhấn chữ tích và chúng ta nhấn chữ xong. Rồi các bạn thấy không nè, đó là cái hình ảnh nó được xuất hiện rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta đến tiêu đề trang. Cái trang web của chúng ta là về bán hàng gì đó, hoặc là về tài liệu gì đó, hoặc là cái sản phẩm gì đó, chúng ta có thể là đánh vào đây và chúng ta nhấp vào. Và chúng ta nhấp vào cái viết. Rồi chúng ta sửa cái tiêu đề này nè. Chúng ta dựa cái tiêu đề này nhỏ thôi. Rồi chúng ta sẽ đặt tên tiêu đề, ví dụ là Vũ Thi bán hàng, ví dụ sản phẩm của mình là cái sản phẩm gì đó. Ví dụ ở đây mình lấy ví dụ là các bạn chọn vào như là để bán hàng online đi. Rồi chúng ta thay đổi cái hình ảnh đại diện nè. Rồi chúng ta nhấn vào tải lên nè. Rồi chúng ta chọn một cái hình ảnh để mà chúng ta có thể đại diện cái trang web của chúng ta. Ví dụ đây mình lấy một cái hình ảnh bất kỳ nào đó mình vô đây đi đó. Rồi khi chọn vào nó nhấn xong đó, ví dụ như là cái hình ảnh như thế này. Rồi đó là
chúng ta thấy là đây là một cái giao diện, chúng ta thấy là giống như một cái trang web bình thường. Rồi sau khi chúng ta chỉnh xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn bên đây, chúng ta có thể là chọn cái giao diện nè, nó vào dưới giao diện bên phía bên phải nè, thì đây có giao diện thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ chọn cái màu nền, màu nền là kiểu phông chữ nè, thì chúng ta sẽ chọn kiểu phông chữ nè, cổ điển hoặc là đậm đi đó. Rồi chúng ta có thể chọn là đó là kiểu chữ và cái màu. Bây giờ chúng ta sẽ chọn là cái, khi chúng ta chọn thì bên đây nó sẽ xuất hiện nè đó. Rồi cho các bạn tự chọn, ở đây mình chọn cái mục đầu tiên. Rồi chúng ta quay trở lại là chữ chèn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa các thuộc tính vào trang web của chúng ta. Thì đầu tiên là hộp văn bản, nhấp vào hộp văn bản thì chúng ta sẽ ghi độ văn bản vào, ví dụ là văn bản của chúng ta là những cái sản phẩm hay là những cái hàng hóa mà chúng ta hay là tài liệu chúng ta cần chia sẻ để cho người xem có thể chia sẻ. Thì ở đây chúng ta có thể nhấp vào hay là một câu nào đó để cho thu hút người xem. Ở đây là một câu của mình là ví dụ là chia sẻ là niềm vui đi, ví dụ như thế. Ví dụ là như thế. Rồi ví dụ là câu mình là như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là hình ảnh, ví dụ mình đưa một cái hình ảnh nào đó, ví dụ là bán hàng, chúng ta sẽ đưa hình ảnh để đặc trưng cho cái hàng hóa của mình. Ví dụ đây là hình ảnh nè, chúng ta đưa vào nè, chúng ta nhấn vào tải lên nè, nhấp vào hình ảnh chúng ta nhấn vào tải lên nè. Rồi giờ chúng ta có thể là một cái hàng hóa đó, giả sử như là đây một cái hình tấm hình này nè đó, ví dụ bán hàng online, ví dụ như là đây, nhấn vào tiếp vào có gì xong đó. Thì khi mà chúng ta thấy là đây, khi mà chúng ta thấy cái tấm ảnh này mà nó xuất hiện thì nó xuất hiện là những dấu chấm màu xanh này, chúng ta nhấp vào chúng ta có thể zoom bự lên hoặc là điều chỉnh zoom bự lên hoặc là zoom nhỏ lại đó, các bạn thấy là nó nhấp vào đó, và dùng hai ngón tay này đó, mình có thấy đó chính là thêm một cái hình ảnh nào đó để chúng ta chia sẻ trên trang web của chúng ta, hoặc là chưa bây giờ chúng ta không thích chúng ta nhấn dấu xóa. Rồi đó là cái hộp văn bản và hình ảnh. Rồi nhúng, nhúng ở đây là chúng ta sẽ nhúng từ web hay là một trang web nào đó có thể liên kết với trang chúng ta. Khi mà chúng ta nhấn vào trang web này thì nó liên kết với trang web mà chúng ta muốn giới thiệu đó, hoặc là một cái kênh YouTube nào đó mình muốn giới thiệu đó. Bây giờ đây giả sử là kênh YouTube của mình là mình đã chép rồi nè, bây giờ mình có thể dán cái đường link YouTube của mình nè vào nè đó, ví dụ như là đường link YouTube của mình như thế này đó, thì mình sẽ dán đường link này vào đây. Rồi bây giờ chúng ta nhấn chữ chèn, nhấn xong mình mới nhấn chữ chèn. Rồi như vậy là cái mã nhúng chúng ta đã nhúng vào đây rồi đó, các bạn thấy không nè. Rồi giờ đây có thuộc tính là chúng ta xem là cài đặt chúng ta sẽ xóa nè, nếu chúng ta không diễn chúng ta sẽ xóa đi. Rồi đó là chúng ta thêm mã nhúng. Rồi chữ Write, chúng ta nhấp vào chữ Write. Đây chính là Google Drive đó, là những cái tài liệu mà chúng ta mà lưu trữ trên Google Drive thì chúng ta có thể chia sẻ lên trang web này đó, lên trang web này. Rồi thì bây giờ chúng ta có thể là nhấp vào đây để chúng ta thấy là cái tài liệu, ví dụ tài liệu có thể là Word, PDF hoặc là Excel. Ở đây mình có thể chia sẻ một cái tập tin nào đó nè trên Google Drive của chúng ta. Ví dụ như là đây tính điểm xét tốt nghiệp. Rồi bây giờ khi chúng ta nhấp vào thì ở dưới này là đã chọn một thư mục nè, chúng ta nhấn chữ chèn vào đó thì nó sẽ chèn cho chúng ta nè đó. Đây là một cái file Excel hoặc là file PDF hoặc là file Word gì đó các bạn muốn chia sẻ thì bạn để vào đây. Rồi đó là cái bốn cái thuộc tính cơ bản mà các bạn có thể thấy được, có thể đưa vào trong trang web của mình. Rồi bây giờ ở đây là bố cục thì các bạn có thể là tự chọn bố cục cho trang web của mình, các bạn tự lựa chọn các bạn tự tham khảo. Rồi văn bản thu gọn nè, băng chuyển hình ảnh, ví dụ băng chuyển hình ảnh này các bạn thấy là khi chúng ta thích hợp cho những người mà giới thiệu sản phẩm bán hàng online đó, khi chúng ta mà giới thiệu sản phẩm thì có những hình, có nhiều hình thì chúng ta sẽ lướt qua từng hình để chúng ta tham khảo những sản phẩm mà người ta hỏi giới thiệu. Ví dụ đây là mình nhấn chèn hình ảnh vào nè, rồi tải hình lên nè. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Rồi nhấn vào chữ xong nè. Rồi chúng ta nhấn vào chữ chèn nè. Đó, như vậy là mình đã đưa những thuộc tính vào đây. Đó là bây giờ là một cái hình ảnh nè, một cái đoạn video nè, đúng không? Hoặc là một cái tài liệu nè, hoặc là một cái băng chuyển hình ảnh là
thành gồm nhiều tài liệu hay gồm nhiều hình ảnh. Chúng ta khi mà ta click vào thì nó sẽ chuyển hình ảnh để mà chúng ta xem tích hợp cho bán sản phẩm nè. Rồi nút này thì cũng tương tự, các bạn nhấn vào chữ nút này. Nút là gì? Nút là khi mà chúng ta đặt cái tên cho nút này thì khi mà nhấp vào đây thì chúng ta có thể là liên kết đến một cái trang web hoặc là một trang YouTube hay là một kênh YouTube nào đó mình muốn giới thiệu. Rồi bây giờ chúng ta ví dụ như là đây là giới thiệu kênh YouTube đi, ví dụ là kênh YouTube. Đó, kênh Vũ Thi Home đi. Rồi các bạn nhấp vào đường liên kết nè, các bạn nhấp vào, chúng ta sẽ dán đường liên kết vào đó, đường kết YouTube của mình đó. Rồi các bạn có thấy ở đây, đây này coi nè, rồi tôi kéo dài ra nè, nhấp vào đó, kênh Vũ Thi Home. Và khi nhấp vào kênh này thì nó sẽ đến cái kênh của chúng ta. Rồi đó là cái nút. Rồi bộ chia thì chúng ta có thể bộ chia, chúng ta nhấp vào bộ chia này thì chúng ta có thể là chia từng mục như này, nó rất là đẹp này đó. Ví dụ tôi chia cái này cho ngay chỗ này nè, chia nhấn chia này, nó chia ra nó thành những đường gạch ngang như đó. Đó nhấp vào bộ chia đó, hoặc là chúng ta gom thành những cái tài liệu nào ở chung một nhóm, ví dụ là để chúng ta chia ra, ví dụ nhóm video, nhóm hình ảnh hoặc là nhóm là nhiều hình ảnh. Rồi còn các mục còn lại thì các bạn làm tương tự, ví dụ ta muốn đưa vào chúng ta nhấn vào thôi. Còn đây là YouTube nè, lịch, bản đồ, tài liệu, trang trình bày, trang tính, biển mẫu, biểu đồ đó, thì các bạn làm tương tự. Coi thì đây là mình đã làm xong rồi. Rồi khi mà chúng ta đã xong rồi, coi như là mình đã hoàn thành rồi, thì bây giờ muốn cho trang web này muốn xuất bản trang web thì làm sao, muốn tạo trang web thì làm sao, thì các bạn nhấn vào chữ công bố nè, công bố phía bên góc bên trái nè, các bạn thấy không nè, đó, chữ công bố. Rồi sau khi công bố thì nó sẽ đưa ra một cái bảng như thế này. Thì các bạn cứ ở đây người ta hơi, các bạn cứ việc là đánh dấu chết vào là cái mục cuối cùng đó, và các bạn nhấn vào công bố. Thì ở đây trên website chúng ta là stylegoogle.com view Vũ Thi bán hàng đó, các bạn công bố rồi đang xuất bản. Rồi sau khi xuất bản xong thì các bạn thấy nhìn ở cái góc bên dưới nè, trang web của bạn đã được xuất bản thành công. Rồi bây giờ chúng ta chia sẻ cái đường liên kết này, chia sẻ đường liên kết cái trang web này đến với bạn bè của chúng ta, để hoặc là đưa lên Facebook hoặc đưa lên Zalo để bạn ta giới thiệu cái trang web của chúng ta bán hàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào đường liên kết nè, các bạn thấy không nè, đường liên kết nè đó. Rồi chúng nhấn vào đường liên kết nè, rồi đã được xuất bản công cụ liên kết. Bây giờ chúng ta sao chép đường liên kết nè, sao chép đường liên kết. Rồi bây giờ chúng ta có thể chia sẻ đường liên kết này cho bạn chúng ta ở trên group, trên Zalo hoặc trên Facebook. Rồi giờ đi mình sẽ qua Zalo, nhấn Zalo lên và mình chia sẻ nè. Đây thì bạn Nguyễn Thế Vũ đi, rồi mình nhấp vào mình sẽ chia sẻ nè. Đó, các bạn chia sẻ. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Thì cái trang web này khi mà bạn một của chúng ta nhấp vào thì sẽ đến cái trang web của chúng ta coi lại nè. Đó. Đây cái trang web mà chúng ta mới vừa tạo, thấy chưa? Đó là Vũ Thi bán hàng nè, còn bán hàng online là hình nè. Rồi đầu tiên là một chia sẻ là niềm vui nè, rồi giới thiệu hình ảnh nè, sản phẩm của chúng ta nè, đường nhúng nè đó, tài liệu nè đó các bạn, tài liệu nè. Rồi đây các bạn thấy không nè, nó mình dùm nhấp vô nè, hình ảnh nè mình coi nè, đó thấy chưa, list nè đó, 1 2 3 4 5 6, do mình đăng 6 ảnh nên là mình sẽ tự chạy là 6 ảnh đó, các bạn dấu chọn với nè đó, các bạn thấy không nè. Rồi tiếp theo là kênh Vũ Thi Home nè, các bạn nhấp vào kênh Vũ Thi Home nè đó, thì nó sẽ dẫn đến cái kênh của chúng ta đó, được đường lên kênh của chúng ta, các bạn thấy chưa. Rồi chúc các bạn thực hiện thành công. Mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn thấy clip hay và ý nghĩa hãy cho một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình được động lực ra những clip chia sẻ tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn. Đăng ký kênh thì các bạn nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông rung để nhận được clip chia sẻ mới nhất của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng, kính chào.